Anvin là một sản phẩm đang được rất là nhiều bà con tin tưởng sử dụng bởi vì cái chất lượng và cái độ ổn định của cái sản phẩm này. Nhưng hiện nay giá thành của chai Anvin nó đã lên rất là cao đó. Và chính vì lý do đó, Hiếu muốn giới thiệu cho bà con một cái sản phẩm mới của công ty Thanh Sơn. Đây là sản phẩm Headwin với nồng độ là 5HC y hệt như Anvin. Nhưng cái chất lượng của nó tương đương với Anvin bởi vì cái hoạt chất này được nhập từ Mỹ và đóng gói tại Việt Nam. Chính vì lý do đó thì cái giá thành nó rẻ hơn Anvin rất là nhiều. Chai Headwin này thì nó có thể là quản lý được những cái nhóm bệnh như là bệnh khô vằn, lem lép hạt, bệnh rỉ sắt và vàng lá trên nhiều loại cây trồng. Nói tóm lại thì cái Anvin trị được bệnh gì thì Headwin trị được những cái bệnh đó.